Game này chơi gì mới lạ nhỉ? Nhỉ, hit con bơm hay chơi người xài già ta? Lâu rồi không chơi cách liên, chơi cách liên game nha. Lắp lốt luôn, hay quá. Hợp tác quá vậy. Chết rồi. Không, tai nghe này, tai nghe Logitech nên mà tai nghe xịn. Đây không có đau. Không có đau tai. Để mấy tai nghe giỡn thì mới đau tai. Hỏi nó solo nha mà không thấy nó trả lời hay nó buồn quá, hồi giúp. Biết lắm mà, giúp gần là vậy đó. Mấy kèo này khó. Giúp gần bị đẩy luôn rồi. Vô thấy số mắt luôn. Lát nè. Là cái chấp chí quá, chạy đâu. Là cái chấp vậy rồi chạy đâu, chạy hơi kia chỗ quán, chạy ơi chấp thì chết. Khó quá, khó cho bạn quá. Không phải tại bạn dở mà tại mình đặt bẫy nó chí tội chứ sao. Quê vậy. Sao Lee Sin nó ở đó được vậy? Ủa sao Lee Sin nó đó được vậy ta? Ủa? Mấy quay ghép mình đẩy vô đi tới đây không thấy thằng nào nó trong bụi được vậy? Nè, HTB rồi. Ác chiến thì bên kia hết lát với hết tẩy à, cho chúng lượt, cho chúng lượt hay không mới là quan trọng. Con này mua ạ. Game gì ta? Game gì đấy? Đã cam rồi. Hãy
A good investigator always remains cold. Ôi, phóng ra chúng rồi. Này bà con đi, bà con đi, bà con đi. Bà con được mà, đúng không? Hồi sinh rồi sống ăn ta. Rồi trễ rồi. Ăn từ đầu ăn được mà. Đam quá trời, Nelly đam quá trời. Tép nữa. Trời, bình gì mà tụi nó mấy ông không chịu ăn chứ. Thiệt là mấy ông không có nhìn được phần đó ăn bà con được đúng không? Không ma Canada. Chơi liều không? Lee xin lên thì gãy. Dàn trận trước Lee xin lên. Có cái để chơi. Ok, Lee Sin lên. Nhưng mà thiếu tí tiền. Bốn đô, món cuối đến gà chậm. Phá đại hồng binh là tụi nó đi về luôn. Tụi nó gặp bà gòn đâu. Tính hết rồi thì chưa? Thì chưa. Có thể là tính hết rồi không? Đi xin đâu, đi xin đâu. Ok, lượm thằng giáp. Phần này chắc ăn ghét hay xài này mà. Bây giờ chạy xuống dưới á. Cái nhịp đẩy chủ của team mình giờ ăn ghét hay dở. Không sao, team mình kỹ năng không đẹp. Nếu mà team mình kỹ năng đẹp là mình lỗi. Team mình kỹ năng không đẹp là mình đúng. Đúng. Bay qua cái đầu. Rồi, nó bắt tôi. Xin lòn cái em ơi. Gà đá tôi chạy. Bất ngờ lắm, phải không là bơi. Trời ơi, không chết kìa. Lỡ mạng luôn á chứ. Ủa sao chết vậy? Thiêu gụi hả? Đâu xanh thiêu gụi hả? Thằng kia nó quỳ chứ, hồi máu là mới sống á. Chứ gì nữa, đó biết lắm mà. Chứ phải đã cùng phun linh bắn thường là bơi chết rồi. Lấy mega về anh em ơi. Thiêu gụi lên kìa. Phải đã không chết rồi, thiêu gụi lên. Ấy, rồi bỏ bê đi chạy về hết đi. Rồi bỏ hai thằng đi. Ok. Lên đây trước khi team mình có mất 5 năm là mình giết được thằng nè. Để chuẩn bị gờ giết nó nha. LB chuẩn bị lâm phá mà. Rồi để mình dụ LB chuẩn bị lên đúp này đó. Gờ. Đây gờ. Gơ vậy rồi sao giết. Còn đồng hồ người ta chưa xài đó. Gơ vậy rồi sao giết. Team nó chưa tới kịp mà suốt. Nên để nó focus ở đây mình vậy.
Yeah.